Xin kính chào các bạn vì như vậy là chiếc điện thoại gọi là chuyên gia selfie thì cuối cùng đã có những cái sản phẩm thế hệ kế nhiệm tiếp theo và Oppo Reno 2 các bạn đã thấy ngoài đường như sơn tùng quảng cáo hình banner rất to và chúng ta đã có sản phẩm tiếp theo đó là Oppo Reno 3 và Reno 3 Pro và không nói nhiều nữa thì hôm nay mình đầu tiên sẽ mở hộp và chia sẻ nhanh về Reno 3 để xem là cách việc mà nó bỏ đi camera thò thụt là tại sao và liệu có những nâng cấp gì đáng giá hay không hãy theo dõi video ngày hôm nay điểm đầu tiên là về thiết kế ơi à, buồn quá buồn đúng không tự nhiên bây giờ đang vây cá mập đã không còn nữa rồi thì theo suy nghĩ cá nhân mình Oppo có một vài thứ họ phải chấp nhận sự hy sinh này điểm đầu tiên đó là về độ phân giải của camera khi mà trang bị cái camera vây thò thụt thì dẫn đến cái việc là họ sẽ không thể nhét những cái cảm biến kích thước quá lớn và thực sự bây giờ các bạn thấy so với Reno 2 thì với Reno 3 chúng ta có camera selfie 44 megapixel còn Reno 2 chỉ đạt được là 16 mà thôi các bạn đã hiểu chưa ạ và bên cạnh đấy nữa thì cũng như cái việc sản phẩm này hướng tới những đối tượng các bạn nữ mà thích chụp ảnh selfie gọn nhẹ thì Reno 2 vẫn còn hơi nặng nề một chút. Dựa trên thông số các bạn sẽ nhìn thấy ngay là Reno 3 chỉ có độ dày 7,9mm và cũng như là trọng lượng chỉ 170g. Tóm gọn lại đối với mọi thứ thì nếu đều mỏng hơn, nhẹ hơn và gọn hơn so với Reno 2 nên cái việc bỏ đi cái vây cá mập cũng là hợp lý đánh đổi lại cái gì chúng ta sẽ có. Rồi quay trở lại với cái mặt lưng thì đây cũng là điều hơi buồn bởi vì sao mình không được cầm cái phiên bản mà màu sắc đẹp nhất nó sẽ có 3 màu được bán ra như các bạn đã nhìn thấy ở trên màn hình và đây của mình là màu đen thạch anh Tức nghĩa nó không phải đen tuyền nhá khi các bạn nghiêng đi một chút thì nó hơi ngả sang xám giống kiểu là than quảng ninh như các bạn cụm 4 camera sau cũng được chăm chút khá là nhiều so với sự thông số như là 48 megapixel. Chúng ta sẽ đi kèm với một cái ống kính tele đó là 13 megapixel zoom 2x có ultra wide cũng như là black and white. Và các bạn hãy xem qua những cái tấm hình mình chụp trong điều kiện đầy đủ sáng với bộ 4 camera này thực sự là rất ấn tượng, hoàn toàn tự động và nó có cả hai bridge zoom để cho được cái khả năng zoom tốt hơn nhưng mà hoàn toàn là kỹ thuật số thôi. cho phần mềm camera thì mọi người có thể có một cái chế độ chụp 48 mê riêng hoặc nếu chúng ta chuyển sang đó là phần chụp chuyên nghiệp nó sẽ có tính năng là XHDR với tính năng này thì có thể chụp được ảnh lên tới 108 megapixel tuy nhiên thì mình thấy rằng là ảnh 108 megapixel này thì lại gần như là upscale từ những cái độ phân giải 48 lên thôi nên mà cái độ chi tiết và mọi thứ thì không có cải thiện bao nhiêu cả thế nên mình sẽ chỉ chụp ở 48 mê nếu cần chi tiết tốt và mình sẽ cho các bạn trong bài đánh giá chi tiết cụ thể hơn và tất nhiên camera này có tính năng như là quay video xóa phông rồi chế độ siêu chống rung và mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ thực sự tốt giống như những gì mà Reno 2 đã làm được. À, quên mất như chúng ta đã từng nói nhiều về chế độ chụp đêm ở camera sau thì lần này phải nói tới camera selfie à, Với chế độ chụp đêm giúp cho cái điều kiện thiếu sáng sẽ không còn là thách thức đối với những bạn nữ nào hay chụp như là đi ba và đi pub Và thực sự là hình ảnh thu lại nó sẽ ấn tượng hơn nhiều về độ sáng, độ chi tiết Và đây là một chế độ gộp ảnh lại bởi vậy tại sao nó cần mà 44 megapixel là để làm như vậy Nhìn chung là camera selfie chụp đêm này thì rất ấn tượng Nhưng mình sẽ tìm một bạn nữ nào rất xinh để review cho mọi người nhé Tự nhiên em Trang chẳng hạn Phía trước thì chúng ta sẽ có màn hình là 6.4 inch Full HD Plus và dụng công nghệ màn hình là Super AMOLED à, Có giọt nước là camera selfie và cảm biến vân tay là quang học bên trong màn hình vẫn nhanh như thường lệ không có gì phải phàn nàn rồi quay sang các thông số khác nào sử dụng vi xử lý là Helio P90 8GB RAM và 128GB bộ nhớ à, lưu ý cho mình là con P90 và P95 khác nhau chỗ nào bởi vì trên Reno 3 Pro thì là P95 Hai con chip này những cái thông số về CPU, GPU là giống hệt nhau, chỉ khác biệt là P95 thì được trang bị hệ thống AI mới để tăng cường về cái công suất trong quá trình chúng ta muốn chơi game. Còn thực ra trải nghiệm thì khá là tương đồng. Bên cạnh đấy nữa thì mọi người sẽ có dung lượng pin là hơn 4000 mAh và sạc vốc là 3.0. Thử nghiệm thực tế thì nó có thể sạc đầy trong khoảng 73 phút. 30 phút đầu tiên sẽ đạt được 50% pin và với một cái thiết kế mỏng nhẹ như này thì thời lượng pin của máy liệu có tốt không? thì mình sẽ cần thời gian sử dụng thêm. Bên dưới thì vẫn còn là sắc cắm này nghe 3.5mm chứ không bị bỏ đi và trong quãng thời gian này nếu các bạn đặt hàng hay mua thì chiếc Oppo Reno 3 thì có một cái phần quà khá là biệt Đó là ốp lưng được làm limited edition chỉ dành riêng cho Reno 3 và Reno 3 Pro Đây là nhà thiết kế Jimmy Choo khi mà làm sản phẩm này Thì cái cảm hứng để tạo nên cái ốp lưng này đó là lấy từ quốc hoa của Việt Nam đó là hoa sen Nó sẽ có những cái phiên bản thiết kế mặt lưng khác nhau thì mình không rõ là khi bạn mua thì sẽ nhận được phiên bản nào Các bạn thử kiểm tra xem nhé à, Về chất lượng ốp lưng thực sự nó không có khác gì cái ốp lưng bình thường các bạn ạ vẫn bằng nhựa với mặt sau thì sẽ là nhựa cứng nhưng thực ra nó vẫn có thể ấn cong được và các cái phần viền xung quanh thì mục đích là bảo vệ thật chắc chắn cho cái màn hình và cũng như là cái điện thoại như vậy qua video lần này mình đã chia sẻ cho các bạn về chiếc Oppo Reno 3 Cái hộp bên trong của máy thì cũng sẽ đầy đủ cáp sạc tai nghe và tất nhiên là củ sạc nhanh Vox 3.0 Sản phẩm này sẽ chính thức bắt đầu được đặt hàng từ ngày 8 tháng 5 Thì không biết các bạn nghĩ sao về chiếc Reno 3 và muốn so sánh với máy nào Hãy comment cho mình biết để mình thực hiện sớm nhất có thể Và tiếp theo mình sẽ cùng mở hộp đó là chiếc Reno 3 Pro Với sự thay đổi ở đây chủ yếu là ở mặt trước khi màn hình của nó sẽ có trang bị hai camera selfie Hẹn anh em trong các video lần sau